Phoenix cùng hơn 1.000 tạp hóa liên kết Vinhop bán nhu yếu phẩm phi lợi nhuận tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 20 tháng 7, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh có thể mua sắm lương thực, thực phẩm, từ rau củ quả đến đồ tươi sống tại hơn 1.000 tạp hóa liên kết Vinhop và hàng nghìn cửa hàng Vinmart hoặc mua online dễ dàng trên ứng dụng Phoenix. Theo đó, mạng lưới hơn 1.000 tạp hóa liên kết Vinhop phân bổ khắp thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu có thêm nguồn lương thực, thực phẩm dồi dào để phục vụ nhu cầu của người dân, chung tay giải bài toán cung ứng lương thực và phần nào giúp người dân an tâm phòng dịch. Với sự phối hợp của Vinhop, các tạp hóa liên kết có thể dễ dàng hơn trong việc nhập mặt hàng nhu yếu phẩm trên ứng dụng từ gạo, rau củ, quả, đồ tươi sống, các nhu yếu phẩm khác. Vinhop với mạng lưới nhà cung cấp uy tín được Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh kết nối cùng hệ thống phân phối rộng khắp sẽ điều phối giao hàng nhanh chóng. Từ đó, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh có thể mua sắm hàng hóa tại các tiệm tạp hóa gần nhà nhất, hạn chế việc đi lại và giảm thiểu nỗi lo thiếu lương thực giữa mùa dịch. Đây là hành động thiết thực mà Vinhop đã triển khai thần tốc chỉ sau 5 ngày nhận được lời kêu gọi từ Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh nhiều chợ truyền thống, bao gồm 3 chợ đầu mối đang tạm đóng cửa theo chỉ thị 16 của chính phủ, ngay trong ngày đầu tiên ngày 20 tháng 7, gần 10 tấn rau củ quả, nhu yếu phẩm đã được các tạp hóa liên kết Vinhop bán tới người dân. Vinhop kỳ vọng 1.000 điểm bán này sẽ cung ứng ra thị trường 100 tấn lương thực, thực phẩm mỗi ngày. Đại diện Văn Mao, công ty sở hữu 2 sản phẩm Vinhop, Phoenix cho biết, trong thời gian tới, người dân có thể đồng thời sử dụng ứng dụng di động Phoenix để tìm và đặt mua online các mặt hàng nhu yếu phẩm tại hơn 1.000 tạp hóa Vinhop và các siêu thị Vinmart gần nơi ở nhất mà không cần phải ra khỏi nhà. Đưa ứng dụng công nghệ hỗ trợ người tiêu dùng, kết nối khách hàng với nhà cung cấp là ưu tiên của Anmao, nhất là trong thời điểm khó khăn dịch bệnh, người dân hạn chế đi lại, tiếp xúc. Những hoạt động kể trên đều phản ánh rõ nét sứ mệnh của Anmao là kết nối người dân và doanh nghiệp tại nơi giao thoa giữa công nghệ và nhân văn. Trước đó, để giải quyết điểm nghẽn trong cung ứng hàng hóa liên tục, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình doanh nghiệp đồng hành cùng người dân thành phố, kêu gọi doanh nghiệp nhiều lĩnh vực khác nhau cùng tham gia kết nối, hình thành chuỗi cung ứng bổ trợ, góp phần thực hiện giải pháp phân phối hàng hóa thực phẩm thiết yếu đến người tiêu dùng. Người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể sử dụng ứng dụng di động Phoenix đi chợ online dễ dàng tại các siêu thị Vinmart và hơn 1.000 tạp hóa liên kết Vinhop tại https://vinhopvietnambinhonline.